này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của pháp môn giải thoát không là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh khó suy lường của pháp môn giải thoát không thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không vì tánh khó suy lường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của mười địa bồ tát là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh khó suy lường của mười địa bồ tát thì chẳng phải là mười địa bồ tát này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của năm loại mắt là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của sáu phép thần thông là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử. Vì tánh khó suy lường của năm loại mắt thì chẳng phải là năm loại mắt. Vì tánh khó suy lường của sáu phép thần thông thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của mười lực phật là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng là hành bát nhã ba la mật đa vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lường của mười lực Phật thì chẳng phải là mười lực Phật. Vì tánh khó suy lường của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của Pháp không quên mất là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của tánh luôn luôn xả là hành bát nhã ba la mật đa đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lường của Pháp không quên mất, thì chẳng phải là Pháp không quên mất. Vì tánh khó suy lường của tánh luôn luôn xả, thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của trí nhất thiết là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh khó suy lường của trí nhất thiết thì chẳng phải là trí nhất thiết vì tánh khó suy lường của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì chẳng phải là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của tất cả pháp môn đà la ni là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của tất cả pháp môn tam ma địa là hành bát nhã ba la mật đa vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lường của tất cả pháp môn đà la ni thì chẳng phải là tất cả pháp môn đà la ni, vì tánh khó suy lường của tất cả pháp môn tam ma địa thì chẳng phải là tất cả pháp môn tam ma địa này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của quả dự lưu là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của quả nhất lai bất hoàn a la hán là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh khó suy lường của quả dự lưu thì chẳng phải là quả dự lưu vì tánh khó suy lường của quả nhất lai bất hoàn a la hán thì chẳng phải là quả nhất lai bất hoàn a la hán này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của quả vị độc giác là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh khó suy lường của quả vị độc giác thì chẳng phải là quả vị độc giác này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của tất cả hạnh đại bồ tát là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh khó suy lường của tất cả hạnh đại bồ tát thì chẳng phải là tất cả hạnh đại bồ tát này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh khó suy lường của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật